Ngô Thanh Vân báo tin vui, ông xã kém 11 tê ủi nói điều này khiến Phan mùi lòng. Sau đám cưới vào năm 2022, Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đồng hành cùng nhau. Mới đây, đả nữ đã bất ngờ đăng tải tin vui, với ông xã kém 11 tê ủi khiến fan đồng loạt mùi lòng. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Ngô Thanh Vân đã đăng lại bức ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Nữ diễn viên chia sẻ, lo bán quá quên hôm nay là 2 năm hai đứa cưới nhau. Cảm ơn ông xã đã tặng hoa cho vợ. Về phần mình, Huy Trần đã chú đáo chuẩn bị bó hoa hoành tráng, với nhiều loại hoa được nhập khẩu cao cấp. Đi kèm theo đó, chồng trẻ kém 11 tê ủi của Ngô Thanh Vân nhắn nhủ, chúc mừng ngày kỷ niệm, bà xã của anh. Hai năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Hai năm có em bên cạnh anh đã trở thành một người đàn ông tốt hơn. Hãy xem 100 năm tới anh sẽ ra sao. Anh yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Được biết, Ngô Thanh Vân và Huy Trần vướng tin đồn hẹn hò vào cuối năm 2020 khi cả hai liên tục bị lộ nhiều bằng chứng tình ái. Trong đó phải kể đến việc chàng Việt Kiều Đức đăng tải tấm ảnh đang ngồi trên sofa với một cô gái giấu mặt tựa đầu vào anh đầy tình tứ. Ngay lập tức, dân tình nhanh chóng phát hiện ra chiếc sofa này giống hệt với sofa nhà Ngô Thanh Vân. Đến tháng 2 năm 2021 cả hai mới chia sẻ bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau. Cụ thể, trong sinh nhật lần thứ 41 của Ngô Thanh Vân, cặp đôi đã chia sẻ những hình ảnh tình tứ, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau sau công khai cặp đôi chia sẻ cởi mở hơn những hình ảnh khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn ngọt ngào thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân mật bên nhau với lịch trình công việc dày đặc của ngô thanh vân huy trần cũng thường xuyên hỗ trợ bạn gái từ công việc cho đến tận những hành động nhỏ nhất như chăm sóc sức khỏe mang đồ ăn cho đả nữ tôi chứng kiến vân hy sinh nhiều thời gian và sức khỏe cho tác phẩm này nên rất thương cô ấy vân là người rất kỷ luật trong công việc trong khả năng và quỹ thời gian của mình tôi làm được gì thì làm khi Vân quay phim, tôi đang vận hành nhà hàng. Hàng ngày, sau khi đóng cửa, tôi lại chạy ngay lên trường quay và ở đó đến sáng. Tôi chủ yếu hỗ trợ vợ về mặt tâm lý, mang đồ ăn, đồ uống cho cô ấy, Huy Trần chia sẻ. Ngô Thanh Vân cũng thừa nhận sự đồng hành của Huy Trần, giúp tinh thần của cô tốt hơn nhiều. Huy chăm sóc sức khỏe để tôi bảo tồn năng lượng, đảm bảo làm việc những ngày quay. Tôi làm thâu đêm suốt sáng, chỉ ngủ 3 tháng 4 tiếng. Lúc đó áp lực và mệt mỏi vô cùng, cô bày tỏ. Đến tháng 3, 2022, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chính thức công khai sẽ về chung một nhà bằng đám cưới lãng mạn. Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Vân chăm chỉ chia sẻ cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Khác với hình ảnh nghiêm túc trước đây, nữ diễn viên sinh năm 1979 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, có phần tinh nghịch về cuộc sống hôn nhân. Những clip tiểu phẩm, trêu chồng đầy hài hước của sao phim Hai Phượng luôn khiến dân mạng không nhịn được cười. Trong khi đó, Huy Trần gây ấn tượng là người chồng cưng chiều vợ ngoài thường xuyên vào bếp nấu ăn anh còn hợp tác cùng cô tạo ra những video hài hước về cuộc sống hàng ngày ngô thanh vân được nhận xét ngày càng trẻ trung và tràn đầy năng lượng từ sau khi lấy chồng sau phim cô ba sài gòn từng chia sẻ cô đã trải qua tê ủi trẻ huy hoàng giờ đây nữ diễn viên muốn sống chậm để tận hưởng những giây phút thực thụ của cuộc đời ngô thanh vân được nhận xét ngày càng trẻ trung và tràn đầy năng lượng từ sau khi lấy chồng nữ diễn viên muốn sống chậm để tận hưởng những giây phút thực thụ của cuộc đời hiện tại cả hai tập trung cho công việc kinh doanh mở quán ăn và dành thời gian cho các dự án thiện nguyện vì cộng đồng